Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và đăng ký kênh điện thoại giá rẻ 24 giờ. Hôm nay bên em về rất là nhiều mẫu điện thoại giá cực rẻ cho tất cả các bác và bên em mua bán là không có cọc một xu nào, thoải mái kiểm hàng đúng cái sản phẩm mà em quay và các bác đặt các bác nhận, còn không đúng chúng ta không nên nhận để đảm bảo được cái đồng tiền của các bác không bị mất và cái sản phẩm của tôi. Tốt nhất các bạn cứ kiểm hàng rồi thanh toán các bác nhá. Tất cả các sản phẩm bên em có giá từ 1 triệu cho đến 10 triệu, có tất cả các dòng từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo, nói chung là tất cả các mặt hàng trên thị trường có là bên em đều có em bán cho tất cả các bác là không cần cọc một đồng nào cam kết với mọi người là hàng chính hãng chế độ bảo hành bên em là 30 ngày nếu không may các bác dùng lỗi em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một tại nhà có nhân viên đến tận nhà các bác đổi còn bảo hành phần cứng cho tất cả các bác một năm miễn phí ship còn bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm anh em ưng được cái sản phẩm nào thì nhấc máy và gọi trực tiếp để cho đơn còn bên em ở đây mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm bởi vì em không phải là bán một đến hai cây rồi là lừa cọc tất cả các bác mà đây là em bán vài nghìn cây đấy rồi là không cần cọc điểm nào uy tín thì chúng ta hãy quan tâm và hãy để ý nha các bác nha còn bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm anh em ưng được cái sản phẩm nào thì nhấc máy và gọi và đặt hàng còn chỗ nào em chưa giới thiệu được thì các bạn muốn hỏi thêm thì cứ gọi trực tiếp cho em hoặc là kết bạn zalo và em mới gửi tiếp hình ảnh cho các bác nha đây là một chiếc điện thoại vivo i 17 vivo i 17 mới 100% nguyên hộp full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe Em đã báo cho các bác là không cọc một xu nào thì những cái lời quảng cáo em nó phải chuẩn 100% chứ không phải 99%. Bởi vì em quảng cáo cho các bác nha, sản phẩm một đằng mà lời quảng cáo một nẻo thì chắc chắn các bạn sẽ không nhận đúng không? Nhưng mà em bán cho các bác lời quảng cáo nó như thế nào thì cái sản phẩm nó phải chuẩn 100% như thế đó. Đây là con Vivo Y17 mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Bán cho các bác với giá cực rẻ thôi. Pin 5000 nha, màn hình 6.5, RAM con này RAM 8 và 256GB. Giá 2 triệu 250 nghìn mà các bạn nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8, 256GB rồi. Vivo Y17 nha, mới 100% nha. Đấy, mới 100%. Em quảng cáo mới, các bạn cứ nhận đúng mới thì chúng ta nhận. Còn nếu mà cũ chúng ta không nên nhận nha và chúng ta nhận hàng ấy nếu mà có cái hiện tượng lạ là... nó không đúng với cái lời quảng cáo thì chúng ta không nên nhận nha mọi người nha đây này ram 8 này 256 trăm này vivo i 17 nha ram 8 256 trăm năm nha pin năm nghìn nha giá hai triệu hai trăm năm nghìn đấy còn nhiều người bảo là máy em nó nhìn nó bị xước này cũ này thì các bác đừng có vội vàng nha đây này đây là có một cái lớp siêu nha đấy chưa ok chưa và tiếp theo, kể cả mặt trước hay là mặt sau đều có nha Tất cả các máy đều có cái lớp giấy bóng ở đây này. Nên là nhiều người không để ý này. Để khi các bác nhận hàng, các bác cứ bảo là máy cũ, không phải cũ đâu nha. Nó là mới đấy. đấy. Chẳng qua là các bác không có móng tay nên là chúng ta sẽ không cậy được nó ra. Và nhìn cái giấy bóng bên ngoài nhìn nó rất là xấu này. Đấy. Vivo y 17 giá chỉ có 2 triệu 250 nghìn. Mới 100%. Bên em có rất là nhiều các bác. Đừng có rời màn hình và em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm anh em ưng thì chốt mà không ưng thì chúng ta xem để tham khảo và chúng ta hãy xem video này và hãy chia sẻ cho tất cả mọi người để nghiên cứu và mua sắm bên em bởi vì bên em bán rất là nhiều nên là rất là uy tín nên các bác yên tâm Đấy, nói được làm được đây là con Vivo i11 mới 100 phần trăm nguyên hộp full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe bán cho tất cả các bác giá chỉ có 1 triệu 950 nghìn khi các bác bỏ ra 1 triệu 950 000 để nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 6 128GB nhá RAM 6 và 128GB mới nha các bác nhá Đó, RAM 6 128GB mới 100% pin 5000 màn hình con này là 6,5 đây ạ RAM 8 à RAM 6 và 128G nếu mà các bác nhìn cái thông số ở trong cái điện thoại này mà nó mờ mà không nhìn thấy ấy, thì các bác cứ nghe theo lời em quảng cáo mà các bác nhận hàng RAM 6 128 g này đấy, Vivo Y11 nha em rất là nhiều cái sản phẩm nên là em sẽ phải quay nhanh còn những cái chỗ mà nó bẩn bẩn như thế này đó không phải là nó bẩn đâu nó là có cái lớp giấy bóng nên là nó nổi bong bóng lên thôi đây này thấy chưa mới chưa đấy Y11 giá 1 triệu 950 nghìn tiếp theo là con Vivo Y19 nha RAM 8 256GB RAM 8 256GB Pin 5000 Màn hình con này 6.5 Để cho các bác giá cực rẻ thôi Chỉ có 2 triệu 450 000 Vivo i19 nha Mới 100% nha Full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện nha các bác nha Đấy. Khi mà các bạn nhận máy Nó đã mới Thì nó phải mới Nếu mà khi các bạn nhận nó có hiện tượng lạ nó không đúng với lời quảng cáo và không đúng cái máy của chúng ta đặt đấy thì các bác cứ làm ơn và điện ngay cho tôi bảo là anh ơi em ơi à, cái sản phẩm này nó không đúng với cái lời quảng cáo anh không nhận đâu đấy cứ nói rõ ràng như vậy chứ chúng ta đừng có sợ là mất lòng nhau mà khi gửi cho các bác các bác không nhận thì sợ tôi chửi tôi không chửi đâu đấy nó không ưng thì chúng ta không nên mua đây không phải là bán rau bán cỏ đây là bán những cái à, sản phẩm và những cái thiết bị nó có cái số tiền nó rất là lớn đấy chứ không phải là bán giày bán dép bán quần bán áo thì một hai trăm nó không đáng kể nhưng mà đây em bán cho các bác là những cái sản phẩm nó giá trị nó cao nên là những cái lời quảng cáo và các bạn nhận nó phải rõ ràng nó phải đúng đúng không à, thì chúng ta mới nhận thì tự nhiên chúng ta mất năm bảy triệu làm gì đúng không ạ à, còn khi mà các bác mua bán với em ấy thì các bác bỏ ra bao nhiêu tiền thì các bác nhận được một cái sản phẩm nó tương ứng với cái đồng tiền của các bác bỏ ra chứ không phải là các bác bỏ ra 2 triệu mà nhận được một chiếc điện thoại giá trị 20 triệu đâu nó không phải là sổ số, số đâu các bác ạ tiền nào của đấy em dám nói một câu thế này cái sản phẩm của em ở đây nó chưa là tốt đâu nó chưa là tốt đâu nha Còn nếu mà để mà tốt thì nó phải 3 đến 40 triệu trên một chiếc điện thoại mới là tốt còn đây chỉ là những cái sản phẩm mà chúng ta dùng người ta gọi là dùng tạm được nghe gọi được xem phim lướt ghép chơi game nhẹ được chứ còn nếu mà để mà tốt thì nó phải 3 40 triệu mới là tốt. Đấy, còn em cũng không khoe là những cái sản phẩm của tôi là tốt, đúng không? Tôi chỉ nói là dùng được. Đấy, tiền chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta cũng chỉ sở hữu được một cái sản phẩm nó bằng đấy tiền thôi. Đấy. Còn còn bảo là tiền ít mà chúng ta đòi hít hàng thơm thì chắc chắn cái vấn đề này là nó còn phải xem xét Nha Còn con này là con Vivo Y20. Vivo Y20 mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện mới nhá Đấy, em quảng cáo mới mà các bạn nhận mà nó mà có bị xước bị móp méo nứt nẻ hay là có hiện tượng nó không đúng với những cái lời em quảng cáo thì chúng ta không nên nhận nha Vivo i20s con này để cho mọi người giá là bao nhiêu chỉ có 2 triệu 550.000 thôi RAM 8 này 256g này 2 sim 26 này Đấy, Vivo i20s nha giá để cho các bạn chỉ có 2 triệu 550.000 miễn phí ship không có cọc một đồng nào nhá tất cả các sản phẩm của em từ đầu video cho đến hết cuối video là không cần cọc một đồng nào thoải mái kiểm hàng trước khi thanh toán và em ship toàn quốc bất cứ các bác ở thôn xóm hay là thành phố hay thủ đô hay là ngoại lệ tất tất cả em đều ship được nha ở miền Nam miền Trung miền Tây bất cứ các bác ở tỉnh nào Đấy, em ship cho các bác nha con này Vivo i20s RAM 8 256GB giá chỉ có 2 triệu 550.000 thôi miễn phí ship phun hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe kể cả từ que tròn xin nó đã mới thì nó phải có từ uh, ốp sạc tai nghe nói chung là nó full hết anh em ạ nó không 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 lại gì cả anh em yên tâm khi mà các bạn mua bán với em ấy mà các bạn còn lo ngại ấy, thì các bạn khó có thể tìm được những cái nơi và những cái địa điểm uy tín đấy em bán em bán bằng thật mà sản phẩm em rất là nhiều mà em bán không cần cọc nên là chúng ta sẽ không sợ bị lừa hay bị không không sợ bị nhận nhầm sản phẩm mà đổi trả bình thường. Em đổi trả toàn quốc được hết nhá. Bởi vì số lượng em bán đây này đăng ký với công ty nên là có cái cây nào mà lỗi em sẽ hỗ trợ các bác đổi. Đấy, mà em cũng có đâu có mất gì đâu, công ty lại hỗ trợ em thôi. Em lại hỗ trợ các bác nó là người trung gian thôi anh em ạ, à, nên là anh em yên tâm nhá. Còn đây là một chiếc điện thoại mới, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện Vivo i 15 s Vivo Y15s nha RAM con này RAM 8 và con này 256GB giá để cho mọi người chỉ có 2 triệu 550 nghìn thôi full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện đấy các bác nhìn thì nó như vậy thôi nhá ở đằng sau này nó có cái lớp giấy bóng đấy nhá em bán hàng ấy là bán cái kiểu là bán hàng qua video chứ không phải là bán hàng qua hình ảnh nếu mà hình ảnh thì người ta chụp rồi người ta chỉnh sửa cái máy nó cực đẹp rồi và gửi cho các bạn và các bạn cho đơn còn đây ấy, Tuy nhiên thì những cái mình không phải chuyên nghiệp Những cái video và những cái cách ăn nói của tôi và những cái cách quảng cáo của tôi nó không được tốt Nhưng mà tôi cũng đã bỏ hết cái tâm của tôi và nói chuyện với các bạn hết rồi Và em cũng kể về cái sản phẩm của em bằng thật đúng không Còn nếu mà các bạn mà nghe nếu mà có bị vấp hay là có bị nói nhầm hay bị nói tục hay bị nói nó không vừa lòng các bạn thì mong mọi người thông cảm Tôi bán hàng tôi không có cắt ghép video gì cả nên là nó sẽ được như vậy thôi Đấy Vivo y 15 s giá 2 triệu 550 nghìn nhá 2 triệu 550 nghìn này Đấy, giá chỉ có 2 triệu 550 nghìn mà chúng ta nhận ngay được một chiếc điện thoại RAM 8 256 g quá đẳng cấp đúng không đây này RAM 8 cộng 1 này 256 g này Đấy, em bán cho các bác với giá chỉ có 2 triệu 550 nghìn thôi Các bác yên tâm, các bác đừng rời qua màn hình và theo dõi hết video này đi. Bởi vì em bây giờ em còn quay tất cả các sản phẩm, còn rất là nhiều cái sản phẩm mà em chưa quay được cho các bác nên là các bác thoải mái và đợi chờ còn đây là con Vivo Y02 Vivo Y02 nhá cái sản phẩm này mới là cái sản phẩm mà rất là nhiều người mua và rất là nhiều người quan tâm Tuy nhiên giá nó cũng cực rẻ thôi con này ấy là gian 8 và con này 256 g em bán cho các bác 3 triệu pin 5.000 màn hình con này 6.5 nhá mọi người nha Đấy, con này là full hộp anh em yên tâm Đấy, full hộp và đầy đủ hết phụ kiện Vivo Y02 nhá máy à, góc vuông máy hình chữ nhật tất cả đều vuông hết đây này đấy em kiểm tra cho các bác cho nó rõ ràng khi mà các bạn nhận máy thì nó phải đúng những cái lời quảng cáo đấy con này ram 8 1 nha và con này 256G pin con này 5.000 đấy giá để cho mọi người chỉ có 3 triệu 300.000 thôi đấy. đúng không ạ Đấy, tầm tiền 3 4 triệu thì nó cũng chỉ được như vậy thôi chứ còn mà 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 đòi hỏi thêm thì chắc chắn là nó cũng hơi khó. Đấy. Vivo y 02 nhá. 3 triệu 300 000 Nếu mà các bạn muốn tìm những một số cái sản phẩm như là Oppo, Redmi, Samsung, iPhone được cái giá tầm trung và tầm rẻ và tầm đắt thì các bạn cứ theo dõi đi rồi em sẽ quay tiếp những cái sản phẩm cho tất cả các bạn từng lần lượt lần, lần lượt nhá để mà nói một phát hết thì chắc chắn là hơi khó. Còn đây là con Vivo i 50 Vivo i 50 RAM 8 Nhưng mà con này nó chỉ là 128GB thôi nha. Đấy, RAM 8 và 128GB Các bác nghe và rõ và phải nhớ được cái tên cái sản phẩm Thì chúng ta mới đặt được hàng Bởi vì bên em bán số lượng vài nghìn cây Nên là các bạn cứ hỏi chung chung tầm tiền 1 triệu 2 triệu thì rất là nhiều nên là không biết là hỏi cái nào và gửi cái nào cho các bạn nữa. Tốt nhất các bạn cứ phải theo dõi video rồi là Ừ, ưng nào thì một là mình sẽ chụp màn hình lại Đấy, và nghe lại một lần nữa rồi là tên cái máy là máy gì và giá trị nó bao nhiêu thì các bạn đọc cho tôi mà còn tất cả bên em mua bán là không có mặc cả nha kể cả các bạn mặc cả quá nhiều là tôi không 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 chấp nhận và tôi cũng không nghe máy nữa Vivo y 50 RAM 8 và 128g giá 2 triệu 750 nghìn nha 2 triệu 750 nghìn thôi Vivo y 50 đây này RAM 8 và 128g này giá chỉ có 2 triệu 750.000 thôi 2 triệu 750.000 nhận ngay một chiếc điện thoại Vivo i50 Đấy. em nói thật với các bác ấy nếu mà những cái lời quảng cáo của em và cái sản phẩm của em nó không chính hãng và không đúng với lời quảng cáo của em em mà bán hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng thì em dám khoe cho các bác như thế này này thì cái sản phẩm của em nó không bán được vài nghìn cây trên một tháng và sẽ không đạt được 4 đến 5 triệu người xem trên một một cái kênh của em và không đạt được 4 đến 50.000 người đăng ký kênh đúng không Đây là cái việc mà chúng ta phải cần hiểu những cái địa điểm nào mà chúng ta uy tín thì chúng ta lại không không lo để mà chúng ta lại lo những cái nơi mà người ta bán một cây hoặc là hai cây để lừa cọc tất cả các bác em sẽ khoe cho các bác những cái thành tích và một ngày em bán hàng đây này. đây là ngày 30 tháng 10 nha lấy thành công 395 đơn này và đã hủy mất 19 đơn này và tiếp theo là chờ lấy tiếp 9 đơn có nghĩa là 404 đơn đấy đây này đọc rõ nhá đấy, đọc rõ nhá và giao thành công này 70 phần trăm 70,63 phần trăm đơn giao thành công này đấy, 279 đơn gọi là 280 đơn đấy, ngày 30 tháng 10 nhá đây này 395 đơn lấy thành công nha. đấy, các bạn nhìn kỹ nhá và đây là không phải là đây này đấy toàn đơn 4 đến 5 triệu hết này đấy 2 triệu rưỡi 3 triệu 2 triệu 8 này thì chia trung bình ra 400 đơn chia cho 3 triệu đi thì một ngày em phải bỏ ra hơn một tỏi để lưu hành toàn quốc mà không sợ bị mất tiền mất cọc mà không sợ bị mất tiền và không sợ bị mất sản phẩm thì em mới nói cho các bác là em mà quảng cáo sai sản phẩm này sản phẩm em không tốt này sẽ không đặt được vài trăm đơn trên một ngày thì một tháng các bạn biết bao nhiêu và sẽ không đạt được 5 4 đến 50.000 người đăng ký kênh và cũng sẽ không đạt được 4 đến 5 triệu người xem. Đây là cái việc rõ ràng đâu có cần phải giấu ở đâu nó lại xuất hiện ngay trước mắt của chúng ta rồi. Đúng không ạ? Đây là em nói thật luôn, nếu mà ai không tin thì thôi mà tin thì chúng ta có thể theo dõi và đăng ký kênh và ủng hộ sản phẩm của em, còn sản phẩm của em ở đây là rất là nhiều. Ở đây mới là những cái địa điểm mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm. Đấy là trăm người bán vạn người mua hơn thua nhau nó ở chất lượng sản phẩm tốt không bao giờ rẻ sản phẩm rẻ thì không bao giờ tốt nha các bác nhá còn nếu mà các bạn muốn tìm một số cái sản phẩm mà chính hãng giá rẻ mà chúng ta mua bán không cọc thì chúng ta hãy tham khảo và nghiên cứu địa điểm ở đây đây mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu bởi vì em bán số lượng rất nhiều đấy chứ không phải là bán một đến hai cây rồi lừa cọc tất cả các bác còn nhiều người cạnh tranh nhau này rồi thì người ta muốn phá đám mình này để xã hội mà người ghét người không đúng không đấy thì nên là nhiều người bảo là sợ em lừa các bác nhưng mà tôi chỉ sợ các bác lừa tôi chứ tôi không lừa đâu các bác Bởi vì tôi không cầm của các anh chị 1.000 nào Đấy là cái việc mà chúng ta cần phải xác minh đó ra Và em chứng minh cho tất cả mọi người nó là như vậy Đây còn nếu mà anh em muốn mua những cái sản phẩm mà tiền ít Đấy thì là những cái sản phẩm này Đây là một chiếc điện thoại Vivo Y93 mới nhưng mà không hộp nếu mà lấy hộp thì thêm mất 80.000 thì tôi sẽ bỏ hộp bởi vì nhập cái số lượng này nó bán rất là chạy nên là nên là mình lấy vài nghìn cây một cái thì bây giờ thêm một cái hộp vào nó rất là nhiều nên là chúng ta sẽ bỏ hộp đi Đấy, à, và nhưng mà nó là mới nhưng mà vẫn đầy đủ phụ kiện ốp sạc tai nghe Vivo y 93 RAM 6 và 128GB pin 4500 màn hình con này 6,45 inch nhá giá 1 triệu 500 000 miễn phí ship không có cọc cạch một đồng nào thoải mái kiểm hàng ship toàn quốc RAM 6 và 128GB ok chưa bán cho tất cả mọi người giá 1 triệu 500 nếu mà các bạn muốn tìm những cái dòng này nhưng mà đắt tiền hơn thì là gì? Là 256 g cũng có bản 256 g nhá. Đây này. Con này nó cũng như vậy thôi, nó giống y hệt như nhau nhưng mà cái giá trị nó khác. Nó nó cao hơn. Cao hơn là nguyên nhân gì? Nó là RAM 8 256 g nhá. Cũng là Vivo Y93 như nhau này. Con này triệu 7 này, con này triệu 500 này. Đấy, nó khác nhau với cái RAM bộ nhớ một tí thì đắt nó đắt hơn một tí nhá. Đấy, có ai mà lấy con nào thì có thể là xem và theo dõi và lựa chọn đấy còn là cứ đăng ký kênh nếu mà không ưng được cái sản phẩm này thì các bạn cứ đăng ký kênh và chia sẻ đi để cho mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu và mua sắm ở đây chỗ của em ở đây mới là những cái địa điểm mà uy tín nhất để cho tất cả các bác và tất cả mọi người để mua sắm còn đây là một cái sản phẩm mà đắt nhất 20 triệu thì bây giờ nó có giá ra sao khi nó mới xuất hiện con này ấy nó có cái tính năng đặc biệt là gì nó là có cái camera của nó là thụt thò nha cam của nó thụt thò nha các bác nha cam con này nó thụt thò cam con này là con này ram cao bộ nhớ cao cam thụt thò này thấy chưa các bạn thấy không đấy cam thụt thò này nhìn kỹ nha đấy quá đẹp đúng không ạ nó được cái này. cam thụt thò thì khi người ta sản xuất ra thì nó có cái tính năng này nên là chắc là nó sẽ đắt hơn nhưng mà em bây giờ em bán cho các bác nó ra rất là nhiều rồi thì bây giờ em bán cho các bác chỉ có 2 triệu 950 nghìn thôi full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nha Vivo V15 nha Vivo V15 Đấy, mới 100 đấy con này làm 8 256 ghi chuẩn 100 luôn thoải mái kiểm hàng trước khi thanh toán quảng cáo sai không nhận quảng cáo đúng thì hãy xem sản phẩm và lựa chọn và nhận hàng cho em nha giá 2 triệu 950 Tiếp theo là con Redmi Note 7 À, Redmi 7 5G Redmi 7 5G Nha các bạn nha Redmi 7 5G Con này là pin 5000, màn hình 6.5 RAM con này RAM 8 Và con này 256GB Mới 100% Nguyên hộp Full hộp và đầy đủ phụ kiện Giá 3 triệu 150 nghìn Redmi 7 5G Đấy, Redmi 7 5G RAM 8 256GB đây là RAM 8 này, 256 GB này. Redmi 7 5G này, giá chỉ có 3 triệu 150 000 thôi. 3 triệu 150 000 3 triệu 150 000 Nhớ cái tên cái sản phẩm nha, khi các bác đặt hàng nha. Còn không nhớ là không đặt được đâu. Redmi 7 5G. Còn 5 à, Redmi 5 Pro. Redmi 5 Pro máy 99% không có hộp nhưng mà đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe hình thức nhìn là 99% nó như mới thôi nó không có cái gì xước hay là móp méo nước nẻ đâu cả đấy con này em để cho các bác chỉ có 2 triệu ba thôi nhá hai sim hai sóng con này là hai sim hai sóng con này là là là, là bán cho các bác là 2 triệu ba đấy 128 gb Redmi 5 Pro nha mọi người nhá Redmi 5 Pro giá 2 triệu ba 3... trăm 50.000 Miễn phí ship Thoải mái kiểm hạ trước khi thanh toán Đây này RAM 8 này Và 128GB này Redmi 5 Pro này Giá chỉ có 2 triệu 350 nghìn Nói chung là tiền nào của nấy được các bác ạ Chứ chúng ta mà bảo là mua 1 triệu Mà nó ngon bằng người ta mua 2-30 triệu thì chắc chắn là Còn phải chờ rất nhiều Còn đây là một cái sản phẩm Oppo K9X RAM 12 cộng 5 thành ra 17 và con này 256 g nhá. Oppo K9X nhá. Full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe. Hết sạch pin này. Đây này. RAM 12 cộng 5 này. Đấy, các bác không nhìn thấy cái thông số ở đây thì các bác cứ nhớ cái 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 cái, cái lời em quảng cáo mà các bác nhận hàng nha uh, RAM 12 cộng 5 này và 256 g này K9X 5G này. Đấy, Android 12 chấm giá cực rẻ thôi Chỉ có 3 triệu 700 nghìn Đấy, 3 triệu 700 000 Mới 100% Đây, là, box siêu cho các bác xem này chuẩn chưa? Đấy, mới 100% qua đây thì cũng cảm ơn tất cả anh em cũng đã mất rất là nhiều thời gian quan tâm và cũng đã rất là nhiều người và mọi người mất thời gian rất là nhiều và à, quan tâm và đã đăng ký kênh của em thì qua đây thì nếu mà các bạn mà mua rồi thì thôi còn chưa mua thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ ngay để cho mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu và mua sản phẩm bên em ở đây nha các bác nhá còn đây là một chiếc điện thoại Redmi A3 màn hình 6,7 RAM của nó là RAM à, uh, 8 và con này 128GB RAM 8 cộng 4 thành ra 12 và con này 128GB pin con này 5.000 em bán giá 3 triệu 500 nhưng mà hôm nay em xả lỗ con này vì tại sao nguyên nhân gì rất là nhiều người chê là cái mắt nó to nhưng mà cũng không biết là mọi người có thích cái mắt to hay không nếu mà ai mà thích mắt to thì hãy tham khảo con này con này để cho các bác chỉ có 3 triệu thôi đấy, bớt cho các bác 500 nghìn vì cái mắt to này đấy, vì cái cam to này đầy đủ phụ kiện cho các bác nha nếu mà chúng ta để dùng để xem phim các thứ người là già hay trẻ con thì dùng con này là ok đấy màn hình của nó là 6,71 inch full HD đấy, pin của nó 5.000 đây này là thông số rõ ràng nó ghi trực tiếp ở trên cái cái thiết bị này nên là em sẽ quảng cáo cho mọi người mọi người sẽ khó hiểu như gọi là Xiaomi Redmi A3 Đấy, nhưng mà bây giờ trên thiết bị này người ta chỉ ghi là Redmi A3 thôi thì em đọc à, Redmi A3 Đấy, mỗi một cái địa phương người ta nói một cái sản phẩm tên một cái sản phẩm khác nhau nên là mình cứ đọc theo cái, cái 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 sản phẩm của mình đến lúc mà các bạn nhận thì chữ nó khác rồi mồm mình lại nói khác thì nó là không được đúng không ạ Đấy, con này em bán cho các bác giá chỉ có 3 triệu thôi nha Bớt cho các bác 500 nghìn vì rất là nhiều người chê cái mắt đó Sản phẩm nào cũng có Đắt có, rẻ có Nha các bác nha Các bác yên tâm Cứ từ từ rồi em sẽ quay từng cái sản phẩm một Để cho mọi người lựa chọn đấy. Rồi là ưng được con nào thì chúng ta chốt con đấy Đây là Redmi 13C Redmi 13C, cái sản phẩm này là sản phẩm mới 100%, nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện. RAM của nó là RAM 8 2 thành ra 10 và con này 256 GB nhá. Đã mới thì em có không có cái gì là em phải quay nhiều đâu, em chỉ cần quay cơ bản như vậy thôi. Bởi vì nó đã mới thì nó không có xước, không có móp méo gì cả nên là các bạn yên tâm nhá. Redmi 13C, màn hình 6.74. Đấy. À camera sau 50 này. Đấy. Pin của nó là 5000 này, hỗ trợ sạc từ 18W trở lên này. Đấy, con này em để cho các bác 3 triệu 700 nghìn Chúng ta chỉ bỏ ra 3 triệu 700 nghìn Thì nó cũng không phải cái số tiền khá lớn Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhận được một cái sản phẩm Nó tương ứng với cái đồng tiền của các bạn bỏ ra thôi Tiền nào của nấy được các bạn ạ à. còn, còn cái sản phẩm này bảo là cực tốt Thì cũng chưa là tốt đâu Nó phải 3, 40 triệu mới là tốt Còn đây chỉ có một vài triệu, 2, 3 triệu Nó cũng chưa chưa gọi là tốt rồi dùng được Đấy, nói chung là dùng được Đấy, Còn nhiều người ấy uh, Cứ bảo là À, em bán đất với là em bán rẻ Xã hội cạnh tranh Thì em nói cho mọi người biết Một số bạn thì không biết gì về cái máy móc Một số bạn thì biết quá rồi thì cứ đi phá người ta Mà thực tế ra người ta đâu có làm gì các bạn đâu Đúng không Em nói thật đấy Nhiều người bảo là Ô sao thấy cái con Redmi uh, V30 này Ở trên TikTok, Lazada, Shopee nọ kia linh tinh à, Facebook người ta bán với giá chỉ có Hơn một triệu Mà mình bán 4 triệu chênh lệch mất 70 phần trăm số tiền nó quá đơn quá quá lớn đúng không Nhưng mà thôi các bạn mà biết thế thì các bạn cứ đi mua của người ta còn các bạn không nên tham khảo và mua của bên tôi vì tại sao xã hội thì bây giờ nó có hàng giả rất là nhiều hàng độ vỏ hàng sách tay hàng lối kỹ thuật hàng tàu hàng nhái nó vô vàn tội vạ và những cái sản phẩm nó tràn lan thị trường nên là chúng ta mua chúng ta phải hiểu được cái sản phẩm đó và bên em ở đây em cũng đã nói rồi tạo một cái kênh ra để bán hàng để kiếm sống từng ngày chứ không phải là làm ra để lừa các bác nên là các bạn yên tâm đúng không? Đã, chứ mấy cái đứa mà người ta lấy cái, cái con mà nó ăn nói được một tí rồi thì mặt mũi nó cũng được một tí chân ngắn chân dài ra quảng cáo các bạn tưởng là mấy cái đứa đó là những cái đứa uh, chủ cửa hàng không phải đâu người ta chỉ biết là mày ăn nói được một tí này đấy cũng sinh gái và đẹp trai tí thì thuê mày ra mà mày mày quảng cáo sản phẩm này thì trả tiền công mày thôi chứ không phải là những cái đứa đó là những cái cái chủ cửa hàng còn tôi ở đây tôi không biết quảng cáo quá uh, chất lượng hay là cái sản phẩm của tôi nó đôi lúc mình chưa hiểu hết đúng không? đấy với lại cái chất lượng video mình cũng rất là kém với lại à, những cách ăn nói, à, cái cách ăn nói của mình nó cũng không được à, như người ta nên là mọi người nhìn mọi người nhìn là một này, mọi người nghe là cũng rất là khó, à, rất là ghét nên là mọi người cứ bảo nọ bảo kia thôi thực tế ra tôi cũng cố gắng để là làm sao để thuyết phục được cho mọi người tin tôi để mà một mình tôi thuyết phục được mọi người tin mình thì rất là khó còn ai tin thì mua ủng hộ nha các bác nha còn không tin thì chúng ta cũng không nên tham khảo và nghiên cứu ở cái địa điểm này à, đây là con Redmi V30 RAM 8 6 thành RAM 13 à 14 và con này 256 g giá cũng chỉ để cho mọi người chỉ có hai à, xin lỗi 3 triệu 700 nghìn 3 triệu 700 nghìn mà nhận ngay một chiếc điện thoại Redmi V30 nha RAM 8 6 và thành 256 g con này đây này RAM 8 6 này, 256 gb này, Redmi V30. Đấy, 2 sim 2 sóng Android 12 chấm giá 3 triệu 700 nghìn. Đấy, 3 triệu 700 nghìn. Ok chưa ạ? để cho các bạn giá này là quá hợp lý rồi. Còn uh, rất là nhiều những cái dòng sản phẩm mà giá nó cực rẻ. Đấy, ví dụ như con này là Redmi à, uh, V11S. Đấy, Redmi V11S nhé. RAM màn hình của nó là 6,6. RAM 8 và con này 128GB, pin 5.000. Đấy, pin 5000 đây này, RAM 8 cộng 3. Đấy, thành ra 11 và con này 256 GB Redmi V11 5G. Đấy. Con này ấy 3 triệu 500 000 nha các bác nhá. 3 triệu 500 000 3 triệu 500 000 Ok chưa Còn tiếp theo nếu mà mọi người muốn tìm những cái dòng điện thoại nó giá nó cực rẻ thì các bạn có thể tham khảo những cái sản phẩm này. Đấy. Đây là con Oppo A53 thường. Oppo A53 thường bên em đang bán với giá là 2 triệu 500 RAM 8 256GB 2 triệu 500 pin 5000 màn hình 6.5 nha mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nha đây này Đấy. bóc nó ra tất cả các sản phẩm bên em từ đầu video cho đến cuối video là không cần cọc một đồng nào và tôi cũng không cầm của các bạn một xu nào và ship toàn quốc và miễn phí ship Đấy. các bạn yên tâm nha các bạn nha đây này chỉ có 2 triệu 500 thôi mà chúng ta nhận ngay một chiếc điện thoại như thế này thì còn gì chúng ta phải bàn cái nữa các bác đúng không RAM 8 cộng 3 này Đấy, 256 gb này Oppo A53 thường nhá Oppo A53 thường A53 thường giá chỉ có 2 triệu 500 Đấy, còn tiếp theo là con A53s A53s Oppo A53s mới 100% trăm nhá Đấy, nguyên hộp và full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe đã mới thì nó sẽ không bị xước này không móp méo này không nứt nẻ này, này nếu các bạn nhận máy mà nó có uh, móp ở đâu có nứt ở đâu thì các bạn cũng không nên nhận đấy và bởi vì nó còn nguyên siêu mà cái, cái hộp ở bên ngoài này nó còn siêu hết anh em ạ cái hộp ngoài này nó còn dán siêu hết nên là chúng ta yên tâm khi mà chúng ta tự tay chúng ta bóc ra đấy, là ok rồi con này A53S em bán cho các bác với giá 2 triệu 750 nghìn khi các bác bỏ ra 2 triệu 750 nghìn để nhận ngay cho được một chiếc điện thoại RAM 8 cộng 3 và 256 g mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện nha các bác nha. Đây. RAM 8 cộng 3 này, 256 g này, A53S5G này, chuẩn chưa? Đấy. Em bán hàng thì không biết là nó như thế nào. Tuy nhiên thì khi mà bán cho các bác, em bán cho mọi người đã không cọc thì thì chúng ta cũng không không nên bom hàng em và chúng ta đừng có bảo là ghét em mà đặt hàng em vì sao không phải là ghét em hay là như thế nào mà các bạn đặt hàng đi thì em mất tiền đâu đúng không nhà em lấy cả nghìn cây cũng được nhưng mà em nói cho các bác nhé chúng ta không nên làm những vấn đề như vậy một mình bạn sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều người shipper một cái đơn hàng này qua không biết bao nhiêu người mới đến nhà các bạn trong khi bạn chỉ là làm trò đùa thôi người ta là người làm thuê nếu mà mất người ta phải đền tôi đâu có mất gì đâu đúng không Đó, nên là chúng ta phải hiểu cho người khác chúng ta không mua thì thôi chúng ta không nên đặt tại sao tôi phải bán rẻ bán rẻ để làm gì bán rẻ đi thì các bạn mới mua với tôi vì mua với tôi thì các bạn còn phải đợi 3 đến 4 ngày các bạn mới nhận được máy đúng không một chiếc điện thoại chúng tôi sẽ không đóng thuế má gì thì tôi sẽ bán rẻ rất là nhiều so với thị trường nên là các bạn yên tâm Đấy, bán rẻ thì các bạn cũng bảo sợ sợ nó rẻ quá bán đắt thì các bạn lại không mua nên là cũng rất là khó sống và khó nói cho tất cả con người của Việt Nam này như con này là Oppo A15s mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai cái... nghe nhá Đấy. Con này là Oppo A15s nha các bác nha. A15s mới 100% pin 5000 và màn hình con này 6.5, RAM con này RAM 6 và con này 128 GB. Oppo A15s giá 2 triệu 3 nhá, 2 triệu 300 000 thôi. A15s mới 100%. 2 triệu 300 000 Oppo A15s. Tiếp theo là con Oppo A16. A16 cũng là cái sản phẩm mà cũng là cái sản phẩm RAM 6 và 128 g giá cũng 2 triệu ba nha 2 triệu ba nhìn như thế là biết được là đẹp hay không rồi đấy nếu mà nó bị lỗi thì em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một tại nhà còn nếu mà lỗi do các bác dùng nó bị vỡ màn hình các thứ bên em sẽ hỗ trợ các bác thay thay lý do và nguyên nhân gì thay có nghĩa là giảm được 50 phần số tiền mà các bạn ra ngoài thay ví dụ các bạn đi thay cái màn hình này mất một triệu thì bên em chỉ mất 500 thôi còn các bạn đi thay mất 500 thì bên em chỉ mất 250.000 thôi nó còn chính hãng nữa cơ đấy là cái màn hình công ty nó hỗ trợ nha các bạn nha nên là bảo hành cực tốt năm sáu một trăm hai tám gb sản phẩm tốt thì à, chất lượng sản phẩm tốt thì những cái chế độ bảo hành nó cũng phải tốt đấy thì nên em mới bán được nhiều như vậy những cái sản phẩm bên em ấy, không bao giờ thiếu bất cứ một cái sản phẩm gì từ đầu video cho đến cuối video bên em lúc nào cũng có cái sản phẩm chờ đợi các bạn các bạn lấy cả nghìn cây cũng có lấy lúc nào không có nhá <laughs> đây là con Oppo A9 nhá Oppo A9 này các bạn đừng có bảo là nó bị máy nó xước nó cũ nhá đây là cái lớp giấy bóng thôi Oppo A9 mới 100% đầy đủ hết phụ kiện kèm ốp kèm sạc và kèm tai nghe đã mới thì nó đầy đủ đầy đủ rồi không thiếu gì cả đâu Đấy, con này em bán cho các bác chỉ có 2 triệu 8, 8 Oppo A9 58 đây này cộng 2 này 5, 8 cộng 5 này và 256 ghi này Oppo A9 này Đấy. À, bán 2 triệu 8 thôi nhé chỉ có 2 triệu 800 nghìn thôi nhận ngay một chiếc điện thoại full hộp nguyên hộp nguyên siêu nguyên tem Đấy. À, mới 100 phần trăm anh em cứ yên tâm em mà quảng cáo sai các bạn không nên nhận đã mới thì nó phải mới đúng không nên là các bạn thoải mái rồi. không không lo gì ai lừa ai rồi còn tiếp theo là con Oppo A92 con này nó là loa kép mới 100 phần trăm RAM 8 cộng 5 thành ra 13 từ từ đã cứ kiểm tra cho nó chính xác sợ tí lại đọc nhầm cái sản phẩm mình chết bởi vì nó nhiều quá nên là em không nhớ được tất cả các cái thông số được hết ram 8 cộng 5 thành ra 13 và con này 256 g Oppo A92 nhá Oppo A92 để cho các bác giá 2 triệu 950 000 Oppo A92 nhá mới 100 phần trăm tất cả các sản phẩm ra mới thì em sẽ không quay nhiều quay cũng không có cái gì để giải quyết được em chỉ đọc thông số ram bộ nhớ và cho các bác nhìn qua hình thức bên ngoài và em báo giá cho các bác thôi. Đây này mới nhá. Đấy, tem siêu còn nguyên. 2 950 000 Đây là con Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11 SE mới 100%, full hộp. Màn hình 6.5, RAM 6 và con này 128GB, RAM 6 và 128GB để cho mọi người với giá chỉ có 4 triệu thôi. 4 triệu đồng nhé pin 5.000 Redmi Note 11 SE nhá Còn đây là cái con Note 11 thường này Note 11 thường là 3 triệu 500 cũng là RAM 6 và 128G Đấy. Redmi Note 11 thường cũng là RAM 6 và 128G 3 triệu 500 Đấy em bán lẻ giá 4 triệu đấy Nhưng mà bán ở online phải bán 3 triệu 500 thôi để khuyến khích và cho các bác mua bởi vì một chiếc điện thoại bên em thì kiếm 100 đến 200 nghìn từ các bác thôi nên là các bác yên tâm nếu mà còn các bác muốn mua những cái dòng điện thoại mà giá nó cực rẻ và cho học sinh hay người già hay là trung niên hay chúng ta dùng làm máy phụ thì chúng ta có thể tham khảo con này đây là một chiếc điện thoại RAM 3 và 32GB đó là Redmi 9A máy 99% không một vết xước không có hộp nhưng mà đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe nha các bác nha Đấy, phù hợp cho người có tuổi này người già thay máy 2G này rồi thì là xem phim nghe nhạc Facebook Zalo TikTok OTB đều ok 32g thì chơi game nặng thì không được nhưng mà những cái vào mạng các thứ này ok cho các bác nhá giá 1 triệu 450.000 thôi Redmi 9a nhá nhớ cái tên cái sản phẩm đó thì chúng ta mới đặt được hàng nha còn tiếp theo à, còn nếu mà các bạn muốn tìm những cái dòng điện thoại rẻ nữa thì đây này Đấy. Đây là con Oppo A3S mới 100% Nguyên phụ kiện đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe Con này không có hộp giá 1 triệu 450 000 Bởi vì giá nó quá rẻ nên em không nhập hộp Nhập hộp thì mất thêm 80 thôi Chúng ta bỏ nó có phải những cái những cái cái, cái sản phẩm mà nó đáng giá nó đắt tiền đâu RAM 6 và 128GB Thấy chưa Con này 128GB kể cả người lớn hay là chúng ta dùng làm máy phụ để thì quay phim chụp ảnh cũng khá là tương đối như thế này đấy chứ không phải là tiền nào của đấy cái giá trị chúng ta bỏ ra thì chúng ta cũng nhận được một cái sản phẩm nó cực kỳ là hợp lý với túi tiền của các bạn thôi con này Oppo A3s RAM 6 và 128 g nha đừng nghe nhầm nha giá chỉ có 1 triệu 450 nghìn miễn phí ship và đầy đủ phụ kiện cho anh em đấy, Oppo A3s nha Nếu mà các bạn đi mua ở ngoài cũng có khoảng độ triệu 1 triệu 2 900 cũng có nhưng mà nó chỉ là 128g à, 64g hoặc là 12g hoặc là 32g thôi à, còn bên em bán ở đây nó à, toàn là những cái sản phẩm mà giam cao bộ nhớ cao những cái bản cao nhất để em bán online cho nó dễ đây là một chiếc điện thoại Oppo A5s mới 100% nguyên hộp full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe con này em để cho mọi người với giá chỉ có 1 triệu 650 nghìn 1 triệu 650 000 khi chúng ta bỏ ra thì nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 6 và 128GB pin 4500 màn hình con này 6,5 inch nhá các bác nhá đây này A, A5S này RAM 6 128GB này kể cả mặt trước mặt sau đều có tem siêu hết nên là chúng ta nhìn qua video này cảm thấy máy nó rất là xấu nó rất là bẩn đúng không nhưng mà nó có cái bong bóng ở đây thì nhìn nó rất là xấu thôi còn khi mà chúng ta bóc nó ra nó như thế này kìa mà đúng không ạ à, con này để cho các bác 1 triệu 650 nghìn Mới 100% nha Tiếp theo Nếu mà các bạn muốn tìm một số cái dòng điện thoại tiền ít thịt nhiều Muốn hít hàng thơm thì chúng ta hãy quan tâm và hãy tham khảo con này Đây là con Oppo A31 mới 100% Nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện Từ ốp và từ sạc và từ tai nghe Con này ấy, bán rất là chạy luôn Một ngày bán cả trăm con con này cơ Đấy, bởi vì nó rất là rất là rẻ tiền và ram rất là cao con này ấy là RAM 8 256GB Oppo A31 nha Pin 5000 màn hình 6.5 Giá chỉ có 2 triệu 150 nghìn thôi 2 triệu 150 nghìn Nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256GB Các bạn yên tâm Em nói được em làm được Không đúng với cái lời của Của em mà quảng cáo ở đây Thì chúng ta không nên nhận nha Đây này RAM 8 này 256GB này A31 này 2 sim 2 sóng này Nha các bác nha Đấy, ai cũng dùng được đã gọi là hơn 200g thì dùng khá là ok rồi Đấy, chỉ có 2 triệu 150.000 thôi tiếp theo cũng có một số cái dòng điện thoại giá nó cực rẻ nữa cơ Đấy, mà cũng ram cao bộ nhớ cao đây này đây là một cái sản phẩm Oppo F9 Pro mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc từ tai nghe con này em để cho các bác giá nó chỉ có là bao nhiêu ạ 1 triệu 950.000 Khi các bạn bỏ ra 1 triệu 950.000 Thì nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256GB nha Cứ nhận đúng cái lời quảng cáo Hai, 256GB thì chúng ta nhận nha Đây này F9 Pro nha RAM 8 256GB này Chuẩn chưa Đấy Nếu mà các bạn không nhìn thấy cái chữ và cái thông số Ở trong cái điện thoại này ấy Nó hơi mờ một tí Nên là các bạn cứ phải nghe theo cái lời của em quảng cáo Mà các bạn nhận hàng Đây này Dây bóng tem siêu còn nguyên nhá mình em không bóc nó là để làm gì Oppo F9 Pro nha giá chỉ có là 1 triệu 950 nghìn thôi chúng ta bỏ ra số tiền nó cũng không phải là quá lớn nên là chúng ta cũng chỉ nhận được một cái sản phẩm nó tầm đấy thôi các bác ạ còn đây là con Oppo F11 nha mới 100 nguyên hộp và full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tay nghe con này để cho mọi người với giá chỉ có 2 triệu 350 nghìn thôi Oppo F11 nha Oppo F11 Đấy, RAM 8 256 GB. Giá 2 triệu 350 nghìn này, RAM 8 này 256 GB này. Đấy, F11 này, chuẩn chưa? Đấy, giá chỉ có 2 triệu 350 nghìn thôi là bản cao nhất rồi. Đấy, đẹp long lanh như thế này, mà giá cũng chỉ có 2 triệu 350 Sản phẩm thì còn rất là nhiều, không thiếu bất cứ một cái sản phẩm nào. Nên là để làm một cái video để làm một lúc để em quay chi tiết hết được cái sản phẩm của em là nó rất là khó Nên là các bạn theo dõi video Thì chúng ta cứ đăng ký vào đây đi Đăng ký kênh rồi là chúng ta sẽ theo dõi video từng ngày Ngày nào cũng có video 7 giờ sáng nhá và 18 giờ tối 7 giờ sáng và 6 giờ tối và 18 giờ tối nhá 7 giờ buổi sáng nha Còn đây là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A12 mới 100% RAM 4 sọc RAM 4 và 128G RAM 4 128G màn hình con này 6,5 inch pin con này là 5.000 nha em bán cho mọi người với giá chỉ có 2 triệu 650.000 thôi Samsung Galaxy A12 nha Đấy. con này để cho các bác chỉ có là 2 triệu 650.000 2 triệu 650 000 nha các bác nha Đây này 128 g này. Pin con này 5.000 này, chuẩn chưa? Đấy, để cho các bác chỉ có 2 triệu 650 000 nhận ngay một chiếc điện thoại như thế này Thì chúng ta chắc là không còn gì phải bàn cái rồi, đúng không? Em quay video ở đây ấy, thì những cái sản phẩm mình nhìn nó không được đẹp mắt Với lại nó không được sáng sủa là do em bật bằng bóng điện Nên nó rất là tối, đúng không? Đây, hiện tại các bạn nhìn thêm 0 0 giờ 44 phút ngày 30 tháng 10 đây này Đấy. nên là em uh, quay video thì nó cũng hơi mờ một tí nên là mong mọi người thông cảm còn đây là Samsung Galaxy A22 A22 con này là RAM 6 và 128GB pin con này nó cũng là 5.000 màn hình con này nó cũng là 6,5 giá 2 triệu 950.000 Samsung Galaxy A22 nhá Đấy, giấy bóng xem siêu còn nguyên thôi cứ kệ nó như vậy đi cầm đi cầm lại thì nó xước mặt trước mặt sau đều có nhá. Đấy. Samsung Galaxy A22 giá chỉ có 2950 nhận ngay một chiếc điện thoại full hộp và đầy đủ phụ kiện anh em yên tâm đi em quảng cáo mới cái sản phẩm của em ấy, các bạn nhận cứ phải mới mà chúng ta thanh toán tiền cứ cái thằng mà bán hàng mà nói sai thì chúng ta không nên nhận nha làm 6 128 ghi này Đấy. pin con này nó là 5.000 ok chưa Đấy, mà trong khi đó giá chỉ có 2 triệu 950.000 thôi làm gì ai bảo đắt em bán rẻ nhất trên thị trường dám khoe mà dám nói mà mà các bạn thấy có ai bán hàng dở như em không bán rất là nhiều cái sản phẩm mà không cần cọc thế mà người ta bán cây một hai cây vẫn bắt các bạn cọc cọc rồi lại bị lừa cọc rồi các bạn vẫn cứ cứ đi mua đấy rồi là các bạn cứ bảo là mua hàng trên mạng toàn bị lừa bị lừa hay không là do mọi người hết do các bạn hết các bạn tin tưởng người ta quá rồi các bạn đi đặt cọc cho người ta kể cả các bạn Mất 50.000 nhưng mà người ta vẫn lời ra 40.000 Đúng không Lý do nguyên nhân gì Người ta đăng ký chọn gói à, Thì người ta sẽ Đồng giá khi người ta gửi hàng Nó rất là rẻ tiền Trong khi người ta Một đơn của nó 40.000 thôi Nó lời ra 40.000 Mất tiền cọc mất 40.000 10 đơn mất 400 Nếu mà trăm đơn nó, nó kiếm ra 4 triệu một ngày Trong khi một tháng nó là 120 triệu tiền lừa các bạn. Nhưng mà giá trị nó không cao So với từng người nhưng mà các bạn phải hiểu được cái thu nhập nếu mà tôi ấy, tôi tôi lừa các bạn 100.000 một cái điện thoại thì tôi bán 400 đơn đến 500 máy một 500 đơn một ngày thì tôi lừa các bạn 500 500 đơn một ngày thì các bạn biết ngày bao nhiêu 5 triệu một ngày tôi chỉ cần lừa các bạn như thế thôi để các bạn đủ không phải các bạn đủ chết mà tôi cũng đã đủ sống đấy nhưng mà chúng ta có cái tâm bán được sản phẩm như thế nào À, chỗ nào uy tín, chỗ nào địa điểm là nên làm chúng ta làm mà không nên làm chúng ta không nên làm, bởi vì em bán em tạo kênh ra bán mười mấy hai mươi năm trời chứ không phải là bán một ngày hai ngày rồi lại bắt à, rồi là kiếm các bác một triệu hai triệu năm triệu rồi thì, thì là bỏ trốn không nên làm như vậy đúng không? nó không đúng cái tâm mà chúng ta làm như thế này nó không được lâu Đấy, nên em bán hàng cho các bác các bác yên tâm đi những cái sản phẩm em mà nó không tốt không đúng chất lượng thì không đạt được bốn năm triệu người xem đâu các bạn nhìn thì các bạn biết rồi đúng không? và cũng không đạt được 4 500 đơn trên một ngày và cũng không đạt được 4 đến 50.000 người đăng ký đây. Đấy. và cái sản phẩm của em các bạn chỉ cần đếm từ đây đến đây thôi cũng đang mất mấy trăm triệu mấy trăm triệu đấy nhìn thế thôi nhìn trong cái màn hình thì thôi đấy. trăm cái đã 300 triệu nhìn thế thôi đúng không làm gì cần thì phải nói nhiều đấy. còn sản phẩm của em ở đây ấy, nếu mà em mà hết sản phẩm thì chắc nhiều người hết nhưng mà em bán sản phẩm online thì cho các bác là em sẽ không bán được cái sản phẩm trên mười mấy triệu nên là cái phí bảo hiểm nó rất cao nên là em sẽ bán cái tầm dưới 10 triệu thôi đấy còn đây nhá giới thiệu tiếp cho các bạn một số cái dòng sản phẩm mà rất là nhiều người hỏi rất là nhiều người quan tâm như con này là con Oppo A56 mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe nhé con này là Oppo A56 RAM 8 và con này RAM 8 cộng 3 và con này 256GB Em bán cho các bác 2 triệu 750 nghìn nha Oppo A56 nha Mới 100% nha Đấy, RAM 8 và con này 256 g này Đấy, 256 g này RAM 8 cộng 3 này Và A56 5G này Android 12 chấm này Đấy, bán cho mọi người full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện giá chỉ có 2 triệu 750 nghìn thôi rẻ hơn thị trường tầm 2 triệu Kể cả con Oppo A93S này Oppo A93s các bạn chỉ cần nhìn cái hình thức nó đẹp không nó thiết kế rất là đẹp con này là màn hình 6,6 inch RAM của nó là RAM 8 mà con này 256GB giá chỉ có 3 triệu 350.000 thôi Oppo A93s nhá Oppo A93s đây là RAM 8 256GB này A93s 5G Đấy. quá lòng lành quá đẹp Ok dạ Giá 3 triệu 350 nghìn miễn phí ship và Kiểm hàng thanh toán Không cần cọc một đồng nào Đấy Bán hàng như em như thế này thì mới gọi là à, Uy tín chứ đúng không Đấy còn sản phẩm mình tốt thì cần gì Người ta phải cọc cảnh gì cả Đấy. Mình sợ sản phẩm mình không tốt Sợ người ta không lấy thì mới bắt người ta cọc chứ Đấy kể cả có tốt hay không á Các bạn có cọc hay không hay là không cọc nó đắt không tốt được cả mất nửa tiền người ta cũng không bao giờ lấy Lấy để làm gì có dùng được không mà lấy đúng không Đây là con Vivo Y77E RAM 8 Và con này 256GB Giá 3 triệu 9 nha các bác nha 3 triệu 9 màn hình 6,7 inch Đấy 3 triệu 900 nghìn RAM 8.4 này 256GB Android 12 chấm này Vivo Y77E nha các bác nha Đấy 3 triệu 900 nghìn Đấy còn nhiều người cứ bảo em bán đắt, em bán rẻ Rồi thì nhiều người bảo sản phẩm em không tốt Thôi thôi kệ xã hội ai nói gì nói Còn mình bán mình cứ bán Còn các bạn nhận mà không đúng lời quảng cáo chúng ta không nên nhận Nó không không thật thì chúng ta lên làm gì Đúng không? Vivo Y77E này em bán có 3 triệu 900 nghìn Thị trường người ta bán 5 triệu rưỡi Nhá Để Cứ đi hỏi đi Anh em cứ đi hỏi hết thị trường rồi Nếu mà cảm thấy nó không đúng hay là có cái gì Nó sai sai ở đâu thì các bạn hỏi tôi sau con sản phẩm của em thì lúc nào cũng có chờ đợi các bác còn tiếp theo đây là con Redmi Note 12 Redmi Note 12 em bán cho các bác với giá là 4 triệu 100 nghìn nha Redmi Note 12 4 triệu 100 nghìn màn hình 6,7 RAM của nó là RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 và 256 gb Redmi Note 12 nha Redmi Note 12 Đấy. bán cho các bác chỉ có là 4 triệu 100 nghìn thôi Redmi Note 12 Đây là 256 g này, Redmi Note 12 nhá. Bán cho các bác với giá là 4 triệu 100 000 4 triệu 100 000 Còn tiếp theo là con Redmi 12 3 triệu 700 000 Redmi 12 3 triệu 700 000 Cũng là một cái sản phẩm mới Full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện RAM của nó RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 và 256 g Màn hình 6.7 pin 5 000 Giá 3 triệu 700 000 nhá. Redmi 12 nhá. Redmi 12 còn con kia là Note 12 nhá. Đấy. Nên là đừng có nhầm lẫn hay không là vấn đến lúc mà gửi sản phẩm đi thì lại không nhận. Redmi 12 3 triệu 700 000 Tiếp theo là con Đây, nếu các bạn muốn tìm những cái dòng sản phẩm mà pin châu RAM bộ nhớ cao thì chúng ta hãy tham khảo con này. Đây là con Vivo i55s Mới full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện Đấy con này em để cho các bác 3 triệu 700 nghìn Nhưng con này nó là pin của nó là 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 6 nghìn Đây này Vivo i55s này Đan 8 cộng 4 này 256 ghi này Pin của nó 6 nghìn ampere này Đấy Bán cho các bác với giá là 3 triệu 700 nghìn thôi Mới 100% nhé Đấy, phù hợp cho anh em không có thời gian Ở nhà mới sạc điện thoại các thứ Hay là đi làm xa Để chúng ta hãy tham khảo con này Pin rất là trâu Pin 6000 Vivo Y55S Còn tiếp theo Nếu mà các bác muốn tìm những cái sản phẩm Mà RAM cao, bộ nhớ cao ấy, Thì chúng ta hãy xem con này nữa này Đây là con Oppo A97 Con này là bộ nhớ của nó là 512GB Giá là 4 triệu 750 nghìn 4 triệu 750 nghìn Oppo A97 nha. Mới 100% 512GB A97. Đấy, A97 này. 4 triệu 700 nghìn. 4 triệu 700 nghìn. Đây ạ. RAM của nó RAM 12 cộng 5 nhá Ok chưa? Và... Tiếp theo nữa là 512GB này à, A975G này chuẩn chưa Đấy em bán cho các bác chỉ có 4 triệu 700 nghìn thôi 4 triệu 700 nghìn Quá đẹp phải không ạ Tiếp theo là cái con Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 5G màn hình 6.5 màn AMOLED hỗ trợ sạc từ 18W trở lên pin con này 5 5.000 cam sau cam trước của nó là cam sau của nó là 48 chấm Đấy. bộ xử lý của nó 700 con này thì em để cho các bác với giá là 3 triệu 700 nghìn nhá. À, 3 triệu 500 nghìn Redmi Note 10 5G nhá. Redmi Note 10 5G Đấy, Đẹp chưa Đẹp long lanh đúng không 3 triệu 500 nghìn Sản phẩm nhà em thì rất là nhiều Nhưng mà cái thời lượng video nó có hạn Nên là các bạn đừng quên đăng ký kênh Và chia sẻ ngay video Em còn rất là nhiều cái sản phẩm Còn nhiều lắm Còn vài trăm loại Còn chưa giới thiệu được nên là em sẽ tắt cái video này đi và em sẽ quay tiếp một cái đoạn video tiếp theo vào một cái sản phẩm tiếp theo ở một cái video khác à, thời lượng video thì nó có hạn nên là em cũng phải tạm dừng video ở đây cảm ơn tất cả tất cả các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video và chúng ta đừng quên đăng ký kênh chia sẻ cái video và cho tôi một lượt like nha và kết bạn zalo và gọi trực tiếp để cho mọi người và anh em được à, tư vấn trực tiếp để cho đơn cảm ơn mọi người xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác còn rất là nhiều cái sản phẩm ở đây này đấy, còn nhiều lắm còn chưa 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 giới thiệu được nên là các bạn cứ đăng ký kênh đi rồi là em sẽ quay một đoạn video tiếp theo nữa video của em là phát từ 7 giờ sáng và đến 8 giờ tối nhá Đấy, 7 giờ sáng có video này và 8 giờ tối lại có video nữa nên là anh em cứ nhớ cái khung giờ đấy để thêm, để, để, để theo dõi video Cảm ơn tất cả các bác đã mất thời gian quan tâm xem video của tôi Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo và một cái sản phẩm mới nữa